Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi bông giấy Mỹ ha. Dạ cũng thanh lý sát nút luôn rồi cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Mã số đầu tiên của clip là mã số 6. Ở một cái cây cũ quái đẹp ha. Cây có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. 26 anh. Chiều cao 50. Đường kính bầu là 25. Đo cái cũ luôn ha. Đo hoành thử cái cũ này ha. Rồi cái cũ này là 64, 64 hoành cái cũ. Cây nó cũng ra rễ dữ lắm này ha cô chú anh chị nè. Đó, rễ nè. Đâm chồi mạnh nè ha. Rồi mã số 6, cây này giao lưu 450.000, em bao ship toàn quốc luôn ha. 450.000. Cây quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 7. Cây này cũng khá là to nè cô chú anh chị ơi. Đâm chồi cũng rất là mạnh luôn. Chiều cao là 63. Đường kính bầu là 27. Cây này thì nó bị chạy cái nhánh này tí xíu ha, nó bị chạy đây nhánh nha cô chú anh chị. Không sao đó ha. Rồi mã số 7. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 350.000 thôi. Bao ship luôn ha, 350.000. Thanh lý dọn vườn luôn nha cô chú anh chị. Mã số 8. Cây này cũng khá là to ha. Cái cọng rễ nó không là ôm một tay không giáp ha. Chiều cao là 60. Đường kính bầu là 25. Khi cái cọng này nó bự hơn cái này nữa đó cô chú anh chị. Nó chà bá vậy. Rồi mã số 8, cây này giao lưu 400.000, bao ship luôn nha. 400.000. Mã số 8 là 400. Tiếp theo mã số 9. Cái cũ này quá khứ cái cũ luôn của chú chị ơi. Cũ quá đẹp ha. Chiều cao là 65. Kính bầu là 25. Đo hảo cái hoành cũ này là 59. Rồi mã số 9, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000. Mã số 9 này là 500.000 nha cô chú anh chị. Số 10. Cây này là nó cũng đã đâm chồi trở lại hết rồi ha, nó cũng có rễ cám rồi. 26 hoành. Chiều cao là 60. Đường kính bầu là 22. Gà rễ cũng khá là nhiều rồi nha cô chú anh chị. Đây nứt rễ lum chân nè. Rồi số 10, cây này 350.000. 350.000. Mấy cây này về cô chú anh chị mình cắt bỏ cái bầu này ha. Mình cắt nhẹ nhẹ tay thôi, tại vì trong đây nó có rễ cám rồi á. Mình làm mạnh tay quá nó bị gãy rễ cám ha. Mình nhẹ nhàng thôi, mình cắt làm sao cho cái bầu nó còn nguyên, mình đặt nguyên vô cái chậu là được rồi ha cô chú anh chị. Mã số 11.
số 11. Cây này thì nó mới nhú nhú chồi ha, mới nhú nhú chồi đây nè. Nó nhú chồi ha. Chồi chưa mạnh. 31 vành. Chiều cao là 58. Đường kính bầu là 25. Cái cũ này cũng bự bự nè. 67 hoành cái cũ ha, 67. Rồi mã số 11, 450.000. Đó, cái mặt này cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. 450. Mã số 11 ha, 450.000. Rồi, tiếp theo. Số 12. Cái này ghế đâm lọc quá trời luôn ha. Hoành. Chiều cao là 48. Đường kính bầu là 20. Rồi mã số 12, 400.000. Số 13. Cây này cũng gãy là cũng khá là to nha. Cây này với cây số 8 á, là ăn cặp được á cô chú anh chị. Cây mã số 13 với cây số 8 á, là mình về mình nuôi cặp được á. 32 hoành. Chiều cao là 57. Đường kính bầu là 23. Rồi cây mã số 13, 450.000. 450. Mã số 14. Hoành. Chiều cao 55. Kính bầu là 22. Mã số 14 ha. Cây này 300.000 thôi. 300.000. Số 15. Cũ này cũng quái lắm nè cô chú anh chị. Cũ quái ha. 26 hoành. Chiều cao là 57. Đường kính bầu là 20. Cây này nó cũng đâm chồi trở lại hết rồi ha. Này nhú trơn rồi nè. Rồi mã số 15, 350.000. 350. Cây này khá là to, khá là nặng luôn. Đây, cái cũ quá, cứ cái cũ luôn cô chú anh chị ơi. Cây này thì đây nó bị chày đen lỗ ha. Chày đen lỗ nè. Không sao hết. Hoành. Chiều cao là 60. Đường kính bầu là 26. Hoành cái cũ này là 67. Rồi mã số 16, 500.000. 500.000 mã số 16. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là to luôn. Bảy cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Hoành. Chiều cao là 45. Đường kính bầu là 24.
Hoành cũ là 67. Rồi mã số 17 ha. Cây này giao lưu 450.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.